Trận đấu này thì U98 tiếp tục là quân cửa dưới hơn. Đấy, chào anh Bin Bin nhá, chào mọi người, chào Hải Đăng nhá. Thằng nào ngồi đằng sau là nhiêu tướng. Thực ra thì đây là cái tư thế vượng của anh em thôi chứ còn có gì đâu. Anh vẫn thấy tôi để nhỏ con lại thì chỉ thấy mỗi chân đâu không. Tức là đây là bình luận viên mà cũng không có gì cả, chỉ có dùng iPhone 1 Pro Max thôi. Đồng hồ thì cũng rơi tầm khoảng 10.000 đến 20.000 đô, cũng đơn giản thôi. Đấy, cuộc sống của anh cũng đơn giản dị. Rolex 7.000 thôi. Nói chung là cuộc sống của anh thì cũng giản dị như bao đại gia khác thôi anh em ạ. Không có gì nói nhiều. Tôi thấy anh sống rất là bình dân, chan hòa mọi người. Chào anh Đỗ Duy Thắng nhá. Cảm ơn ôm của em nó à. Em đấy, em bảo là hôm nay em định là nghỉ Tết rồi đấy, nó cứ bắt em đi bình luận toang bứt xích. Chào Hải Đăng nhá, chào anh em. Pro Max qua tôi bán cho 16 triệu không? Vãi, ông bán Pro Max 16 triệu thì ông bán hàng đâu đấy? Vừa mua được 2 hôm. Bán 16 triệu thì có lẽ là không cần phải đến tôi mua đâu, ông chỉ cần giao vừa đến thôi thì người ta cũng mua đầy rồi. Cái Pro Max 26 triệu thì nghe nó còn hợp lý, anh em bảo 16 triệu thì nghe nó hơi cư cấu. Nó phàm những cái đồ gì rẻ quá tôi lại không mua anh em ạ. Và không phải là bởi vì là tôi có tiền mà bởi vì là tôi sợ bị lừa lắm. Anh em thông cảm. Ngày xưa cũng tham rẻ nhiều toang quen rồi. Giờ thôi. Gọi là cái gì đúng giá thì mình mua. Chắc bài. Và con voi nó quay đầu hơi khó chịu. 25 nông dân kích đời 809. Cái gì thì thiếu thiếu nhỉ? Vâng, nó cứ chột chột kiểu gì anh em ạ. Có hiêu voi nhưng mà tự dưng lại thiếu mất một đồ. Thắng thua không quan trọng, anh em Thái Nguyên chào đón bình luận viên về em về ăn Tết. Ok anh Vũ Mạnh Dương. Về hôm nữa là em lên Thái Nguyên chơi rồi. Uầy, riêng Kami bạn bạn cho luôn đó, tức là bạn này cho thì kể cả là hàng thế nào em cũng lấy đấy, em dễ tính cái là cứ cho là lấy. Cảm ơn Tú Enlơ nhá, tôi thế thì cho thì gửi cho tớ một cái thôi, cảm ơn bạn rất nhiều. Đấy, cả Lâm Hùng đã gửi tặng cái thủ U98 15 sao. Ông cứ văn gửi cho Kami 5 sao, cho 98 10 sao. Cứ văn thôi, nhưng mà dù sao cảm ơn anh Lâm Hùng rất nhiều. Anh vợ ơi, Kami bị người yêu bỏ rồi à? Không hề nha anh em. Mùng 4 tôi lên Bắc Giang chơi yêu tôi đây. Mùng 4 thì hình như là... Vâng, nếu tôi không nhầm thì hình như là mùng 4 là chỉ có nhà nghỉ mới mở thì phải. Mỗi nhà nghỉ với cả rạp chiếu phim thôi, ngoài ra chưa có cái gì mở cả. Chả biết đi đâu. Chắc là lên chơi lại rủ nhau vào nhà nghỉ đấy anh em ạ. Buồn. Đây rồi, đây là con cửa giò người cầm Pan. Pan Baby thì Pan sẽ lợi thế hơn ở khả năng ép đời và lạc đà di chuyển nhanh hơn. Chỉ đám dạo này thì thua nhiều vậy, bài xấu quá anh em ạ. Abadak, Oklahoma, Abadak, Oklahoma, Redkin, E-Redkin,
riêng em 15 triệu rưỡi. Cảm ơn Tú Enter nhá, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rất cảm ơn. Đây, hiện tại thì tớ đang có con iPhone đang dùng được. À, chưa cần đổi và quan trọng nhất là không có tiền. Vâng, 15 triệu nghe với ai đó thì nghe vẻ là rất nhỏ nhưng mà với tôi thì rất là xa xôi. Vâng, chỉ đám đang đánh theo thế là bị ép. Vâng, từ nãy giờ thì có đúng trận cho Son Per là có cơ hội thắng. Nhưng mà chỉ tiếc là hẹp quá đỏ. Vâng, phù dường như đỏ. 25/32. Xin thêm con phù thủy nữa, thủy nhà cho chắc bài. Vâng, hai lời sẽ là đều rồi. Không biết là hay có phương án gì. Nếu như đánh thủ lâu dài thì Babylon sẽ khỏe hơn. Và do xét về khả năng phát triển thì Babylon sẽ hơn so với game thủ, so với Pan là tương đối nhiều. Kami dễ dãi thế mà anh mời về Bắc Ninh khó VL, bởi vì là em có về đây cũng không biết chơi với ai. Ví dụ có ông game thủ nào ở đấy khả năng là về đấy. Anh mời chơi thôi, là đóng quả lên cũng bao đầu lắm. Ra nó cũng có cái hay, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em mời nhiều lắm nhưng không hiểu sao là tôi vẫn chưa được đi, vẫn chưa được đi chơi với ai bao giờ. Không hiểu kiểu gì. Và tình huống bắn phù rất khó chịu tới từ thừa hè. Không đơn giản tí nào. Hết phù rồi đấy. Hả? Mà là nói hè này cũng là chay thế này, ưng này. Ưng. Vâng, hay đánh cung đợt chay này ưng anh em ạ. Tưởng ông bắn phù cái bài đột biến là hôn mã này tươi. Vâng, 30/44 gần như cũng chả chết con lạc đà nào dành cho cái thủ chúng ta mà trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó thì he đánh chết quá nhiều quần. Vâng, tôi tưởng là he chỉ xong một vài con lá cung đợt là bắn phù thủy. Sau đấy ồ một tơi lạc đà thì nghe còn hợp lý. Đang chơi nguyên bài hôn mã thì bắn phù đúng cái gì. Cứ để cho nó sống cho nó vui. Vâng, mặc dù vậy thì anh em luôn nhớ rằng là hè chưa mất dân, chưa biết đâu một lần đâu. Chay cung đờ tới được game thủ hè. Vâng, xin lỗi anh em là cung đờ kết hợp với một vài con sóng đơn. 26 là lại U9 đáo. Cũng thế trận cũng chưa biết như nào một lần cả bởi vì hè chưa mất con đông dân nào cả. Thank you.
Vâng, và như vậy là vẫn khó thì U18 trong trận này. 1-0 trong set đấu thứ 3. Có ruộng mà kết hợp cả ăn hoang nữa. Thầy voi không thể ăn này. Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Hiti Seng dành ủng. Seng ban ấy xin đồ lên đánh tay. Đúng rồi, cởi áo ra vã. Cởi áo ra đội bạn Seng luôn các bạn ạ. Tết lên Thái Nguyên không anh? Có nhá anh em. Tết mùng 5. À cuối chuẩn là sẽ là tối mùng 4 thì tôi sẽ từ Bắc Giang lên. Nói chung là tối mùng 4 thì tôi sẽ có mặt ở Thái Nguyên. Tối mùng 4 thì có mặt ở Thái Nguyên. Mình sẽ ở đấy chơi mùng 5, hết mùng 5 về. Hết mùng 5 thì sẽ bắt xe xuống Hà Nội, hoặc là nếu như mà 98 có xuống Hà Nội thì đi nhờ xe của nó cũng được. Mùng 4 thì sẽ lên Bắc Giang. Mùng 3 mình sẽ bắt đầu xuống Hà Nội. Kami chắc ăn xuống, mình không cho 98 ăn, em nó dỗi rùi. Vâng, quân đội bạn toàn Seng thế này thì cũng hơi khó đánh thật các bạn ạ. Chín tám là ở thành phố Thái Nguyên anh em, còn Thành Lắc ở Đại Từ. Vâng, đây những cái khu có thể nói giàu nhất của Thái Nguyên rồi. Ôi, thế đi Phạm đã vào chờ đã vào Đà Lạt rồi anh vừa. Lên chỗ nào Bắc Giang để Kami mùng 3 à mùng 4 thì em sẽ lên Việt Yên Bắc Giang nhé anh em. Nhưng mà em phải xin phép tất cả anh em đang qua trên Facebook 98 luôn là hôm đấy thì em sẽ lên em chơi người yêu thì cũng không đi uống rượu với anh em được, rất mong mọi người thông cảm. Mong gặp anh ở Thái Nguyên, với cái này thì khả năng gặp được. Bởi vì đi chơi lên Thái Nguyên rồi tôi cũng chưa có kế hoạch gì, gọi là đi theo chân mấy ông Thành Lắc ở U98 thôi. Hy vọng rằng ở trên đấy sẽ gặp được cả quên món ăn ngon, ăn được những món ăn ngon và xem những địa điểm gọi là đẹp để vui chơi giải trí. 19-2-24. Đây là con voi thứ hai. Hitty với Seng. Bài đầu có quả phụ và hai voi. Chúng ta cùng chờ đợi 98 đánh gì. Vâng, em ở cầu cây 3 nhá. Tưởng ở đây anh em, tưởng ở đây uống rượu anh em gặp nhau giao lưu cái. Lắc ở chỗ nào Đại Từ với Kami, cái này em không rõ lắm, em chỉ biết Lắc ở Đại Từ, không biết là ở chỗ nào Đại Từ. 18% tới đây game thủ hay trong trận đấu này. Thực ra thì với Hitty Seng mà bài Seng xấu là cũng hoàn toàn có cửa của 98 đó. Bài này là bài đấu mà Hitty nhìn cũng không tệ. Mỗi tội quả là hơi xấu.
Yokon Palamon. Donna E. Oh, Palamon. Palamon. Kalari. Holmes. Palamon. Buklama. Lên Thái Nguyên là phải đi phố cò à? Ừ, cái này em sẽ bảo Thành Đắc cho đi, em không biết như nào. Rồi em thì em thấy Thành Đắc thì chắc có khi không biết mấy cái địa điểm hay gọi gặp nhau của anh em đâu, bởi vì Lắc rất đặc biệt. Lắc thì là gái theo hàng đàn anh em ạ, thành ra tôi nghĩ là Lắc chẳng bao giờ đi một cái chỗ gì mà anh em hay đi đâu. Còn bản thân ông ấy hot girl chọn chẳng hết là và 26 nhà 28 là thập lại tới U98 mà thì tại không vâng BM đây sẽ là BA dành cho game thủ U98. Tới game thủ hè, tất nhiên là hè vẫn lên được sớm hơn, nhưng trận đấu này thì các bạn thấy 98 ép đời nó rất khẽ. À không, nhầm, và tôi nhìn nhầm, tưởng 10 phút hoặc là 11 phút rồi, thế thì cũng bình thường thôi. 27 dân xin lỗi anh em, và nhìn cứ tưởng 27 dân 10 ép đời như xiang, hoặc là chậm hơn 1 phút. Và đóng ruộng này là rất nguy hiểm. Đóng ruộng như này là lạc đà chém vào là mặc định chỉ có chạy dần thôi chứ không có vẩy vùng gì hết. Vâng, như vậy là dường như là đánh cung tới từ game thủ hè. Thực ra đánh với Hitty ấy, xem đánh với Hitty thì bài mà để anh em chắc thắng nhất tổng thể với các bạn đấy chính là bài đánh giữa Nga mà có thể đánh cung tại nhà. Vâng, anh em cứ nghĩ là đánh chém dễ ăn hơn, thực ra đánh cung dễ ăn hơn bởi vì anh em lên đời mặc định sớm hơn ít, rơi tầm khoảng gọi là căng lắm thì hit lên sớm lắm thì anh em phải lên đời sớm cũng tơn cung, anh em bắn bay cơ sở của đối phương là có lợi thế rồi. Mình cứ xong đều quân rồi bạn không ra được quân là mình thắng. Vâng, cung hơn một đam nó cũng không ý nghĩa nhiều nếu như không thể xong đều được quân. Hitty thì người ta mặc định người ta sẽ đánh cung các bạn ạ, thì là rất dễ chơi. Và các bạn đã bị đầy trồ luôn. 5 BA tới từ hè ở trong trận đấu đầu tiên. Và đây là tấn cung thứ hai của hè đang đẩy lên. Hè dâng rồi. Chỉ đám điều rất khéo các bạn. Bây giờ mới chết con cung đầu tiên. Hè chết nguyên tấn đầu tiên rồi. Những cung đầu của game thủ U98 toàn là những cung là và ít máu giấy. Hè đứng trên gốc, những tình huống vẻ e của U98 là rất tốt và kết hợp với dân. Vâng, U98 đang đỡ nhà là siêu dẻo ở trong tình huống này, rất dẻo tới từ game thủ U98. Hè bắt buộc phải rút lui. Vâng, một tình huống mà nếu như anh em đánh kèo cỏ thì chắc chắn anh em chỉ sẽ chết trong một lúc nhà. Các bạn thấy U98 đang đỡ nhà hay đến như thế nào? Tham lai đang là 35-40. Quá hay, hai cung đờ nữa của hè phải nằm xuống vì là số lượng quân của hè thì vẫn đang đông hơn. Vâng, vị trí của quân tờ này thì không hay rồi. Vẫn đang đầy khó khăn, nhìn qua thì có vẻ như là U98 đỡ nhà dẻo. Dẻo thì dẻo thật, nhưng các bạn thấy là chỉ đang phải mang rất nhiều dân lên để quẩy. Và tất nhiên rằng là với việc mang dân lên quẩy thì chỉ đám sẽ không thể sóc đều được quân. Còn hè thì không cần phải mang dân lên nhiều, anh em vẫn có thể sóc đều với nhà BA của mình.
đạp chưa có tay thì có thể đi quản dân ăn hoàng của đối phương. 30 vẫn khó. Vâng, và như vậy là 2-0 của MC3 rồi những đối thủ. Thế vâng, Xiang Zheng A thì đúng là hit tỷ thôi các bạn ạ, không đánh nào được dãy được. Mà đồng chí Tám đỡ trận này phải nói là rất hay rồi. Chuẩn vẫn là Nga. Về sớm. Yes. Yes. Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Đó là Summer và cái gì? Ezip à? Lại Summer Ezip các bạn ạ. Kèo rất quen rồi nhà U98. Vừa đánh cách đây vài trận. Vẫn là một kèo đầu quân cửa giới hơn dành cho game thủ U98. Vâng, auto thua. Và rồi bãi quả nhìn trông là có cái gì đấy nó không đúng nha các bạn. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ U98, tham lai đang là 12-16 và đang đưa được bầy hiệu, đang đá cố bầy hiệu về với nhà chính của mình. Vâng, 14-16.
Đây là bầy hiêu gồm có 6 con. Quân này là cái quân mà tôi nghĩ là đẹp nhất mà chị nào có thể chơi rồi. Cố lên em. À, trước là có Hitty. Ý tôi là đây là kèo dễ chơi nhất dành cho chị nào, kèo Sumo Egypt trong ngày hôm nay. Còn vâng, mấy kèo hit xiang với Sumo xiang thì hơi khoai. Một đồ ăn nữa thôi, một bãi quả phụ nữa thôi thì bài của U98 thế là ổn luôn. Và chào anh em nhé, chào mọi người. Hôm nay tôi qua một vỉa hào ám mà quân sâu thế này em không biết nữa, đen này. Rất khó chơi. Bãi quả ở đâu ấy? À, thôi thì ăn 2 voi rồi vậy, mà ăn sau 2 voi thì yếu lắm. Hiếu 4 mà. Voi thì 4 con. Bảy hiếu nữa cũng được. Từ từ thôi. Vâng, vừa câu 2 voi mà ông còn đập lô 2 tay, hơi nhiều tay quá. 1-1. Như vậy là tế thần một dân thì ăn vẫn tìm được bãi quả. Ơ, trận này chỉ he rồi cũng 20% này. Vâng, BB thì kém một cái gấp rút dành cho game thủ U98 25-28. Cũng chưa biết đâu một lần đâu. He bài nhìn có vẻ là cũng sơ bước đấy. BLBM thiết kế chưa thể lên đời. Bài đấu này của U98 là bài kín. Nếu như khung là có thể khung được. 11-24 25 dân. Và 27% chỉ số giò. Hè cũng đang có ngựa giò ở đây, tuy nhiên là các bạn thấy là ngựa giò dân Sumer nó không ngại ngựa giò. Và không ngại ngựa giò kể cả có là công giáp chơi. Có thể vác nông dân lên phố luôn. Và như vậy là trong trận đấu này thì hai game thủ chúng ta lên đời là cân nhau. À, cũng xem thôi. Vâng, một lờ. Ayo.
Và như vậy là game thủ He đã chuyển phô, tân phô đầu tiên của He là đỏ. Một chút lợi thế dành cho game thủ He trong trận đấu này. Bây giờ thì phải chuyển cung R gấp. Vâng. Về cơ bản thì đánh đấu dài vẫn là một bài đấu không đẹp với Superian. Thấy không đẹp. Tham lai của game thủ He đang có một chút đèn do đang ăn được quân của game thủ G8 ở thời điểm đầu tiên. Vâng, rất đỏ tới đây game thủ He ở trong tiếng vừa rồi. Một pha hú cả hai đã đóng P từ U98 ở phía bên trong nhà. Và nhìn đợi quân thì các bạn thấy là game thủ He đang đông hơn. Mấy giờ He đang ăn được nhiều quân hơn của U98 hơn. Nhà chỉ đám khung rồi. Nhà He thì nhìn có vẻ như chưa khung nhưng mà chắc chắn là He đang... Ôi rồi. Và chưa kịp bo khu vực mặt đằng sau. Giờ này có vẻ vẫn đỡ được nhưng mà mất tay rất nhiều dành cho game thủ 98. Vâng, cũng may thì với Superian thì U98 chết cũng không nhiều dân lắm. Không thì... Còn không thiệt hại nhiều lắm vì dân mất tay nhiều quá thôi. Còn bây giờ phải cơ cấu lại luôn cái khu vực giữa hai nhà. À quên, xin lỗi anh em, là cái khu vực cứng hở đấy nếu như là ổn hơn thì game thủ U98 trong trận này. Một khu vực mà phải nói là rất rộng để cho game thủ He có thể công vào. Cơ cấu lại luôn không, như vậy U98 quyết định là cơ cấu nhỏ một chút. Vâng, He thì là một bán hoang của các bạn đấy, số lượng quân của He trong trận đấu này cũng không phải là quá nhiều. Đây rồi, tiếp tục vào. Vâng, tờ này chơi thoải mái dành cho U98, chơi! U92, chỉ đang đang ở tham là tương đối mắc. Được đấy. Các bạn thấy là game thủ He cũng đang rất tỉnh. Đánh với cung R thì cách tốt nhất đấy là... Vâng, đánh với cung R Summer thì cách tốt nhất là chuyển cung R Egypt. Hôn mai Egypt mạnh hơn so với cung R Summerian rất nhiều. Cùng chỉ đám được đánh giá là đông hơn. Và có phù thủy hú lạc đà. Và bắt luôn một con lạc đà trong tình huống rồi. Vẫn đang chơi được. Và chỉ đám đang đánh trận này là khá hay. Và He đang vẫn yếu dần quân. Đây rồi. Và dần bắt đầu phải mang nông dân phù tới từ game thủ He. Nhưng số lượng quân của 98 đang là đông hơn. Trận đấu thi đấu vẫn đang là rất tốt tới từ game thủ 98. He ra ruộng nhưng không kịp. Và cùng Egypt đứng trên dốc, chúng ta cùng chờ đợi liệu rằng game thủ He có đỡ được nhà hay không. Tôi đang cảm giác rằng chỉ nào đang có lợi thế hơn rất nhiều. Vẫn đây là ruộng của game thủ He. He bắt buộc phải đi ra ngoài nhưng số lượng quân của em đang là ít hơn. Chơi
mất một tấn quân nhẹ nhưng không sao. Nở ra thêm những tấn quân mới ở nhà vẫn đẩy lên. Hay gõ một và tỷ số được rút ngắn còn 1-2 thì U98 ở trong siêu thứ ba. Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. AZ quân gì đấy? Không. Vâng, quân cần. Vâng, quay trở lại với máy U98 ở trong trận đấu chung kết tiếp theo. U98 là một kèo đấu solo cùng là AC Dan. Nhà của U98 vâng, nhà U98 đã có được một nhiều năm một vội rồi. Dừng giết nhìn trông tương, vâng, tương đối đẹp. Vâng, đôi voi này U98 như vậy là thiếu một chút đồ nữa thôi thì U98 có thể một bãi bảo phụ thôi, đều phải mắc để cho U98 có thể quân bình hai đều vào trong siêu thứ ba. Cố lên. Và em chào anh Nato Can nhá. Vâng, bài đấu trận này nhìn có vẻ là cũng ổn ổn đấy chứ. Hòm hò. Vâng, hòm hòm dành cho game thủ U98 ở trong trận đấu này. Đưa nông dân lên, các nông dân lên để có thể ăn bãi quả phụ. Vâng, rất nắn nót và tỉ mỉ tới được U98. Còn một voi, con voi tương đối gần nữa. Hai mươi 22% chỉ dò tới từ game thủ He. Và nếu tôi nhìn không nhầm, chết một dân đúng không? Vâng, như vậy là He chết một dân ở trong trận đấu này. Rất nhiều lợi thế để U98 có thể giải quyết He ở trong trận đấu chung kết tiếp theo của mình. Và 27-8-31, như vậy là một bài đấu kích ở cuối 10 dành cho game thủ U98. Lực là siêu khỏe với 3 voi.
Vâng, 3 voi cộng với 1 heal và 1 bãi quả phụ. Vâng, đường của con voi thứ vẫn đang muốn ăn thêm voi. Lực siêu khỏe rồi các bạn ạ. Đây sẽ là nhà Mia, hoặc là có thể đóng Mia trên dốc, tùy. Vâng, đóng Mia trên dốc thì sẽ rộng hơn một chút xíu dành cho game thủ 98, nhưng nó cũng được. Nên mở để bo cái mặt, vâng, từ mặt Mia vào ruộng. Hợp lý. Mà trận này thì nhiều khả năng 98 sẽ lên được sớm hơn nên đánh ở thế công thôi. Và 11-07, 28 nông dân AC. 98 vẫn đang có điểm số cao hơn. Ở trận này 98 đang lên đời cũng không sớm một tí nào. Nhưng vâng, He không lên đời ở trong trận đấu này các bạn ạ. Và một trận đấu mà vâng, một trận đấu mà game hiếm hoi mà U98 được đánh giá là bài đẹp hơn so với He ở trong trận đấu này. Cung T di chuyển, được di chuyển để tìm nhà của game thủ He ở đây rồi. Hai chín cùng 32 nâng cấp bánh xe dành cho game thủ 98. Vâng, 4A. Và cùng xem là ôi, nhà của He rất kín nhá. Như vậy là nhiều khả năng là cũng chỉ đám chưa có thành công một mặt BM được thôi. Vâng, bắn vào BM. Bắn mỗi BM thôi anh ạ. À, tìm được khu vực công vào nhà đối phương này. Vâng, có con T này, nó nếu như mà có lao được vào trong ruộng của He thì đừng có bắn vội. Để đợi tơn cung đầu tiên phi vào cho nó bất ngờ. Đây rồi. Ấy, đi du lịch về là xem. À, xếp cho em cái hộp này đó. Vâng, 4A tơn đầu tiên, đây rồi. Hải ơi. Hải, cho anh hộp này nhá. Cho anh hộp này. Trời ơi, ông He này. Sắp toàn rồi. Và một bài đấu mà He rất kín. Tuy nhiên rằng ở trong trận đấu này thì cái hướng mặt của He lại vâng, mặt yếu của He lại hướng vào mặt nhà A của U98 nên thực ra thì cũng rất là dễ chơi thôi. Vâng, 64/76 He U98 đang hoàn toàn có lợi thế. Hoàn toàn có lợi thế trước game thủ He. Vâng, 37 dân, 46 dân đấy, mình không nhầm, tới từ game thủ U98. Đừng bước dí vào, không dí vào. Đừng bắn E thôi.
Đang ăn được một cung của cái thủ He ớt. He đứng vị trí xấu này. Nói chung là đưa He vào cái thế thủ thì mình thắng chắc các bạn ạ. Ôi trời ơi, bật bại gỗ. Ôi. Và vừa nói xong. Rồi, ta đã nói là nếu như xét về khả năng phát triển thì He ta không thể khỏe được. Đâu không đánh giá cao khả năng cầm chủ lực của He. Nhưng mà trận đấu này thì He có tên đi quân cũng khá ảo. Mặc dù 98 cũng đã lọt vào trong dụng chính của game thủ He. Nhưng phải nói rằng tên đi quân của game thủ He ở trong trận đấu này là ảo. Đám vẫn đang có một thập lại rất lớn, 65/104. Cơ cấu lại ruộng nương nhà mình một tên. Và như vậy là có vẻ như chị đã phát hiện ra là cụ đây luôn. Vâng, 66/104. Có lẽ là vẫn sẽ có chiến thắng dành cho game thủ 93. Chỉ đã không giảm tham sau tình huống lọt nhà vừa rồi. Còn game thủ He tôi nghĩ rằng đã có một tuần mất tham nhẹ nhẹ tới từ game thủ He trong trận đấu này. Và bây giờ sẽ là tình huống quần lên thôi em ơi. Vâng, dốc cũng chấp. Dốc cũng chấp. Đấu quần luôn cho anh. Và số lượng quần đang đông hơn dành cho game thủ 98 chẳng có lý do gì trong đấu. Một đơn một đàn quân mà anh em đông hơn tầm khoảng 5 con thì cứ phải dốc chấp. Huống hồ gì là đông gấp đôi như thế này. Tỷ số rất được quân mình là 2 đều. He sẽ có một ngay sau đây. Đấy rồi. 2 đều trong trận đấu thứ 3 và chúng ta sẽ cùng đến với chung kết dành cho game thủ cái game thủ ở trong trận đấu này. Và những kèo đấu cân thì có lẽ rằng là chúng ta cũng không ngán He. Vâng, thôi xong rồi nhỉ. Ok ok. Ôi ôi. Như vậy là lại chung kết nghiệt ngã dành cho U98. Rất buồn cho U98 trong ngày thi đấu hôm nay thì 98 vấp phải khá nhiều những trận quân thi đấu xấu hơn. Cứ thử cân lên trận trước xem He thì có tí cửa nào. Ok, như vậy là Greg để cho 98. Phía bên kia He là người cầm. Vâng, He cầm AC á. Tôi là người lạc quan nhất trong cái cộng đồng này rồi. Nhưng mà tôi đánh giá luôn đây là một map rất là khoai. Gỗ đầu toàn gỗ 40 thôi lại còn ở xa. Hiêu đầu thì cũng rất xa. Quả đầu cũng xa. Đây là lạc quan lắm rồi đấy. Mà tôi nghĩ là vẫn rất khó cho U98. Trừ khi game thủ He He có một cái gì đấy gọi là bước ngoặt. Nhưng mà thực sự là đối với một game thủ top 1 như He, để có một cái gì đấy nó xảy ra một cách ảo diệu thì nó rất là khó. Thôi nhưng không sao, phép màu vẫn luôn xảy ra trong những cái cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mong là hôm nay 98 sẽ có phép màu nhỏ nhoi hiện ra để giúp 98 về chiến thắng trong trận đấu thứ 3 này. Nhưng tôi đã thấy không có phép màu gì rồi. Đúng như anh em thấy gọi là đỏ ăn tất. Đế chế random là vậy. Chúng ta không có một cái lý do gì để đổ tại cả. Đã chấp nhận cuộc chơi random, tức là
có đỏ và đen. Và có một điều rất là kỳ lạ là khi gần như 10 kèo đấu solo của game thủ chim sẻ nắng, chim sẻ đều chiến thắng. Cũng lắm mà thua 1-2 kèo solo gọi là trong những giải đấu thôi. Chứ còn solo theo C hàng ngày thì tôi thấy là vẫn không có cửa thua cho chim sẻ. Không biết đấy là đỏ hay là như nào. Như vậy 98 khẳng định là chim sẻ đỏ. Người ta có câu đỏ lằm đỏ lốn đấy. Nhưng mà đây là rơi đúng cái trường hợp của chim sẻ nắng. Câu này nó có thật anh em ạ. Đôi voi. Ok, như vậy bài nhìn sương sương đã đủ nhưng mà rất là khó ép đời. Phút thứ 20, dân thứ 20 mới có thể đóng được chiếc bét đầu. Đôi voi thì cũng tìm xa, tìm ra rất xa. Vâng, cảm ơn anh Kim. Lời khen của anh sẽ là động lực cho em có thể tiếp tục bình luận kèo đấu này. Đôi voi đang 98 đang rất là ok với nhà chính. Ok, con sau nó không quay đầu. Nó tốt cho rất buồn. Chính ta đang vội lắm rồi. Chỉ là một cái bé chay thôi, không đừng nghĩ chuyện như cái bấy nhiêu này mới là vàng. Như vậy hè này bây giờ có 17%, 17% của AC thì các bạn biết mắc binh như nào rồi đấy. Đây là một cái map không có cửa thắng, tôi khẳng định luôn, kể cả tôi là người cầm AC bên kia, 98 cũng không có một tí cửa thắng nào. Khoai quá. Chúng ta cùng chờ đợi xem xe đấu thứ tư không, khi 98 đang rất nóng người. Vâng, như vậy 98 quyết định cười một cái rồi nghỉ. Rất khó cho 98 khi chúng ta đã có được trận chung kết, nhưng ông trời hôm nay không nghiêng về phía 98. Chia buồn với em. Như vậy tỷ số của chúng ta là 0-3 dành cho game thủ U98. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái kèo đấu này. Tôi xin thay mặt U98 tặng cho mỗi người đang xem ở đây mỗi người 2 triệu. Như vậy là 1.300 người, tôi sẽ phải mất đi tầm 260 triệu. Anh em cứ nhắn tin hết số tài khoản lên trên khung chat nhá, tôi sẽ gửi cho từng anh em một. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay là ngày tri ân. Đá nó chưa vào tay, thôi kệ. Chưa vào tay thì tốt đi. Thế nói comment thế khoản không? Ngon. Vâng, như vậy là trận đấu của chúng ta đã nghỉ. Và cảm ơn thủ quân giáo tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những buổi stream lần sau của U98. Hẹn gặp lại anh em. EA Sports.
in the game.